Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 65: quyết không bị họ nhiễu loạn. Trong phẩm Hạ Phẩm Hạ Sanh Chương trong Quán Kinh nói: người nghiệp chướng rất nặng, ở vào lúc lâm chung gặp được thiện tri thức, không thể niệm Phật, dạy họ xưng Phật, xưng danh hiệu, một câu đến 10 câu cũng có thể vãng sanh. Có thể thấy được xưng câu Phật hiệu này là đầy đủ ba học giới định tuệ. Chúng ta niệm Phật là cầu nhất tâm bất loạn. Nếu như lý không thông đạt, phương pháp không hiểu rõ, cảnh giới không tường tận thì rất khó được nhất tâm. Không loạn là không bị thế duyên nhiễu loạn, danh vọng lợi dưỡng của thế gian, năm dục sáu trần, ta không bị nó nhiễu loạn, không bị Phật pháp nhiễu loạn, đây gọi là không loạn. Những công phu này đều phải vào lúc bình thường mà bồi dưỡng. Tông phái đại tiểu thừa của Phật pháp không giống nhau, đạo lý rất nhiều, phương pháp rất nhiều, khi chúng ta tiếp xúc cũng không bị nó nhiễu loạn. Cho nên cái điểm này thực tế phải cảm tạ thiện tài đồng tử 53 vị thiện tri thức, họ ở trên kinh Hoa Nghiêm làm thị phạm cho chúng ta. 53 vị thiện tri thức hiển thị ra 53 pháp môn hoàn toàn không giống nhau. Thiện tài đồng tử học pháp môn gì? Cái điểm này nhất định chúng ta cần phải biết. Trước tiên chúng ta hỏi, thầy của thiện tài là ai? Là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù tu pháp môn gì vậy? Ở trên kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù là tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Môn sinh đắc ý của Ngài, truyền nhân của Ngài thì đương nhiên cũng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta phải từ chỗ này mà xem thấy, bạn mới chân thật thấy được chỗ áo diệu của kinh Hoa Nghiêm. Bạn mới chân thật thấy ra được lối đi của kinh Hoa Nghiêm. Lại xem tiếp thiện tài đồng tử đi tham phỏng. Vị thứ nhất gặp được là Tỳ Kheo Đức Vân. Người xưa chúng ta gọi là Tiên Nhập Vi Chủ. Vị thiện tri thức thứ nhất này, đó chính là chủ tu của Ngài, Tiên Nhập Vi Chủ. Tỳ Kheo Đức Vân dạy Ngài pháp môn niệm Phật. Đây là ứng chứng Ngài với Bồ Tát Văn Thù cùng một con đường. Những vị thiện tri thức phía sau đã biểu diễn. Trên thực tế, họ đã đại biểu chính là chúng ta từ sớm đến tối. Tất cả người và sự vật ngay trong cuộc sống thường ngày mà ta tiếp xúc được. Các ngành, các nghề, nam nữ già trẻ. 53 tham chính là đại diện cho những giai tầng này. Chúng ta tiếp xúc một số thế pháp, tiếp xúc một số Phật pháp. Chúng ta sống ở trong cái xã hội này không thể không tiếp xúc. Tiếp xúc thì thế nào? Tâm phải định, nhất tâm bất loạn, tuyệt đối không bị nó nhiễu loạn. A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.